Mến chào quý bà con cô bác. Thì ngày mới mình cũng xin chúc tất cả mọi người thì có một ngày luôn luôn thành công trong cái cuộc sống. Sáng ngày ăn sáng cà phê cà pháo gì chưa? Mới đi ra. Mấy ngày nay vô đây làm cái đất của mình thì vô đây làm rồi em thấy rồi anh chia đất vậy em thấy làm sao, có hợp lý hay là có ý kiến gì không? Đặng để cho anh rút cái kinh nghiệm làm cái mấy đất khác nữa em ơi. Cái ruộng này nó cũng xéo lớn lùn nhỏ khó anh, dưới 20 mét, trên đây tới 60 mét nào, khó chia. Khó chia ha. Anh chia gì cũng mừng này, cũng đẹp. Rồi bây giờ còn có trong đây hình như là mình còn một clip chỗ bên đây một clip, rồi này cái mương, rồi bên trong đó một clip, rồi bên trong là một cái bờ nữa. Hôm nay mình gọi không anh? Thì anh thấy trong ruột này thấy còn mênh mông quá nè, không biết rồi không nữa em ơi. Do đất của mình hiện tại giờ cái gốc dưới cũng đang thiếu đất, mình làm anh phải tập trung đất anh chuyền xuống gốc á, nó lâu lâu vậy đó em. Chứ đâu phải như phải đất mà nó vuông vứt á anh làm lẹ lắm, còn vô đất mà xéo xéo về làm thì nó cũng hơi lâu em ơi. Lâu lâu anh cũng ráng với tem đi chứ. Thì phải ráng chứ, làm đất nào cũng vậy, cũng ráng làm cho hết mình em ơi. Thôi giờ sẵn cây em cũng cầm đo đem, cầm đo trên đây thì mình cũng đo giống như qua nay đi ha. Trên đây cũng làm 5 mét, thì ở dưới chắc ở dưới không biết còn mấy, đo đại 4,5 mét đi, có gì cái tính nữa. Rồi đo đi em ơi. Cái con mương này thì bề ngang của nó thì tầm khoảng 4 mét mấy. Đất do cũng hơi mềm á nên mình làm cũng có cái độ lại này thì cũng chống cái sạt lở, với lại mương này thì múc cũng hơi cạn. Thường thường mình làm thì mình làm theo ý của chủ đất không à, mình mà chủ đất mà người ta đòi liếp rộng mương đứng thì mình vẫn làm được, thì cũng tùy theo mình làm miễn sao chủ đất vui được rồi. Chú nói sao chú? Tính liếp này mình hơi khéo quá, mình lấy cái đầu này nó 6 mét. Dạ. 6 mét thì mình lấy 4 mét. Dạ, chỗ này mình nó tròn là 1 mét. Dạ. Được, chú muốn lấy nhiều không lấy cho. Vậy là nó đi đi, nó lớn cái đầu này, nó hơi nhỏ lên chút. Dạ. Dạ. Rồi, chú cầm đo đi. Để 6 thước hả? 6 thước. Vậy là ở dưới 4 thước, vậy đứng đây nhắm luôn chứ đâu có cầm đo 6 thước, đâu đều được phải không? Mình cầm này mình đo đầu dưới. Dạ. 4 mét là mình đo, mình nhắm đầu dưới 4 mét là mình đầu này lớn, đầu dưới nhỏ. Dạ. Cao mương mình lớn, cao mương lớn chút. Dạ. Rồi vậy đi chú.
nằm ở trong ruột nên cái đường nước này nó cũng hơi khó có vô. Muốn nước vô được phải bơm nguyên cái ruộng mà cái đường mình bò xe vô á, nó mới chảy nước vô đây được. Mình cũng nhờ mấy anh công trình ảnh đường lộ đó, anh múc rồi ở dưới kinh đó cũng có nước. Nên là cũng nước cũng khan hiếm rồi, nên là mình cũng be cái đó lại á, cho nước vô đây. Chắc chú bơm chút nữa tắt nước được rồi. Có nước chứ nó cũng đỡ lắm, nó không có, thứ nhất là nó không có dính gào. Rồi cái thứ hai mình làm nó cũng lẹ nữa. Vuốt bờ nó cũng bóng hơn mà khô nữa. Lúc nãy thì chú cũng có đo, mình cũng không có chia sẻ cái đoạn mà chú đo. Còn cái vách bên phải mình chưa làm á, vách đó mình làm một clip 6 mét nữa. Như đây là 4 clip, 2 clip công rồi 5 mét, clip này 6 mét. Nếu mình không làm 6 mét thì nó còn dư 3 thước rồi không biết làm cái gì. Thôi kè đại đi, rồi muốn làm gì trồng cây thì cũng được. Do thì nó cũng khó chia lắm nên thì mới chia cái kiểu này. Mà đất vuông vuông thì cặm cây đều hết thì người ta chia cái một à. Tới chỗ này cái mình đắp cái bờ ngang qua đây luôn, đặng ảnh khỏi bắt cầu cũng qua cái clip sáng giờ mình làm đây. Để một chút nữa cái bà xã mình xuống chỗ đầu bờ á, cái cũng chia sẻ cái miếng đất mà hôm qua nay thì mình cũng có làm mấy cái bờ mà công công quẹo đặng á. Nhiều khi mình nói ra thì mấy bạn xem cũng không hiểu nữa, để mình quay lại rồi nó sẽ tỉ mỉ hơn. Bữa nay mà nếu không rồi thì ngày mai cũng không còn nhiêu. Lúc trước thì mình cũng có làm mấy miếng đất thì cũng đầu to đầu nhỏ như thế này nè, nhưng mà mình làm theo cái ý của mấy anh chủ đất, anh cầm sao mình làm vậy. Còn riêng em trai này thì em trai mấy bữa trước cũng có chia sẻ mình, nói anh ơi anh chia giùm em miếng đất, nên thì mình cũng sắp hoàn thành rồi. Để một chút nữa thì tới cuối đầu bờ thì bà xã mình lên thì cũng cầm cái máy điện thoại cũng chia sẻ chừng 1 phút 2 phút. Đất này làm thì nói chung là mình làm không có đẹp, thì mình làm thì nó cũng còn rất là dở, nhưng mà làm thì nhìn nó cũng hơi tạm tạm được thôi. Clip thì mình làm tới chỗ này cái mình cắt ngang rồi cặp ngay chỗ cái xe mình á, thì mình sẽ làm một cái bờ mình ốp vô đây, cái bờ giống như cái bờ mình vừa làm xong á. Thì mình làm tới đâu thì mình cũng chia sẻ việc làm mình tới đó thôi, chia sẻ cái công việc của mình làm hàng ngày
như mình làm một ngày rồi bao nhiêu tiếng rồi đó, thì mình chỉ gom lại trong vòng mình chỉ có tầm khoảng chừng 20 phút thôi. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rồi cũng dính một chút thời gian thì xem clip của mình, thì mình cũng xin chân thành là cảm ơn bạn bè gần xa. Nãy giờ nghiên cứu gì dữ vậy? Nghiên cứu làm cái mặt bằng sau này bán quán rồi anh đây. Anh thấy được không? Ủa lý tưởng hả chứ? Dạ. Để sau này nó mở lộ mình bán cà phê được anh. Đây xe này xa xa này mệt rồi ha. Ừ. Nước. Ở đây cũng có vườn mít nữa, cái người ta vô ha. Dừa rồi nữa. Ừ, có dừa rồi nữa. Trồng mới trái cây đặt chặt cái mình bán trên lộ luôn. Sẵn cái dừa. Ừ. Ê, công trình này tới từ đây tới Tết chạy được không em? Theo mấy anh thầu nói sao? Chắc không đâu ơi. Tại đây là dự định tới 2026 mới hoàn thành anh ơi. 26 luôn hả? Ừ, vậy cũng mấy năm nữa. 3 năm nữa ha. 3 năm nữa là vườn mình nó có trái rồi. À. Em rồi cái đường lộ này là đi khoảng mấy cây số? Chiều dài của nó đang thi công. Này không biết anh ơi, nó xa lắm, đi tùm lum hết trơn. Ừ vậy hả? Dạ. Ừ. Em có gần của nhà nước. Tính ra em cũng hên nó lộ mà nó trẻ ra làm đôi mình được hai mặt tiền cũng im quá trời ha. Dạ. Mà đất mình cũng rộng nữa chứ bộ. Được mặt tiền mà mình bằng ruộng đồ không được anh. Ừ. Vườn vậy thôi. Ừ đúng rồi. Như bên đây rồi sau này máy liên hợp rồi đâu có vô được hả vô Linh. Dạ. Nên mình làm vườn. Ở phía dưới này thì mình chừa một đoạn. Rồi nếu có thiếu đất cái mình sẽ đôn cái đó lên. Thì bây giờ mình sẽ vuốt cái lề từ chỗ xe mình. Thì mình sẽ làm lên tới trên kia, rồi sẵn làm nên mình sẽ có nước nè, cái mình tráng cái lề bên đó lại. Nếu mà mình làm từ dưới lên luôn rồi bên đây mình múc cái mương nữa là nó làm đoạn này thì nó hơi phí cái đoạn này. Đường nào nó cũng phải đất nó phải thiếu rồi, mình phải đôn lên nó mới đủ đất. Còn đo lần này chắc mình lần cuối nghỉ đo nữa rồi em ơi. À. Hoàn thành rồi ha. Ừ, vậy em đo đi. Và dài đo. Cái đầu này bây giờ lấy 6 nữa hay gì? Đo này đầu này 6 lấy 6 cứ clip 6 là 6 thước đi. Không mình nói được rồi, còn ít mà. Rồi, cầm nó đi. Cái gì? Nghe chăng luôn hả? Gì hay vậy? À cầm mà sáng ha. Vậy tính ra làm liền nó giống như sáng luôn tại. Rồi về chỗ này đi. Vậy xuống dưới này đi. Còn cái này còn đoạn hơi nhỏ nè. Đây cái mặt đây là 3.5 mét nè. À, cái mương này em cầm là mấy thước vậy? Nãy em đâu có lộ chuyện hao như còn 2 thước. 2 thước sao đủ đất? Không đủ đất rồi. Ô vậy vậy à. Này là cái chân bờ tới đây đoạn. Nè, cái này là cái bờ ranh lộ nè, tới đây nè. Vậy tới đây đủ đất ngon lành rồi. Ngoài đó cũng mới làm cái bờ bao cuối cùng rồi. Giờ em cầm vậy nè. Em đo cái từ chỗ cây anh cầm nè. Đo qua đó mấy thước em. Để từ cái cây này là vô trong đây là cái mặt bờ. Mấy anh nè. 4 mét rưỡi. Giờ em chừa anh cái mương này 4 thước á, rồi em dời vô. Rồi
Vậy em dời mặt bờ vô bốn vô vô năm đất đó đi. Hình như mặt này 4 mét đấy. Ừ, bây giờ em làm sao cái mương cho anh có 4 mét được rồi. Là anh mới lấy đủ đất được. Ừ, đó. Còn mặt bờ trong đây bao nhiêu rồi không cần thiết. Ừ. Đúng 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 đúng. Cái mương cho 4 thước cho anh đi. Rồi. Cái này mấy thước vậy được chưa? Cái nào cái này? Ê, cái đó cái bờ đi qua. Ừ. Ở trên đây thì mình sẽ làm xuống cái dưới đất, cái mình cuốn xuống dưới một chút nữa.